một con trúng đạn, nghe có bốp luôn kìa, con đó đó, đẩy con đó nha, đó Con đó xả phải không? không, ờ con xả xuống nè, đó 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 đó, trúng đạn nghe có bốp luôn rồi. Trời. Hai con. Hai con. Trời ơi cắm đầu luôn trời. Dạ. Không bắn xa dịch ra ngoài mà. Ủa ba con nổ trời. Mạnh đạn nắng chó nắng quá trời trời. Vai rồi. Trời ơi còn sống. Đâu rồi? Trời ơi chạy. Trời ơi. Chạy. Ok. Con của con đầu tiên đó nha. Ok đi tiếp nha. Đúng. Đúng. Chết hay quá trời ơi, quá chuẩn rồi, chặt hàng đã con cả bỏ đó nha, tầm xa nha, đâu rồi, đâu rồi. Vậy cổ quá. Sáng giờ anh em đi không hơi sáng nha, mà đi toàn bắn ông bi, mình bắn cò bở với thắng ông bi được không à, mới được mấy con à. Ok giờ đi tiếp nha, hay quá anh trời ơi, rồi ông bi luôn. Chết chưa? Hay quá. Hay quá. Hay quá, chết khả được con đấy này. Anh em mình bắn OB nó cũng nhiều quá nha. Bây giờ OB mấy con luôn. Nhờ bắn con OB nha. Anh chặt hạ được con cò nó nha, ở đây trên miếng dịch nha, bán cò nó không nhát nha, nó dạng vậy quá hay, có đỏ đúng không, con nào gắt đâu, gắt đâu đây nha, họ có đỏ nghe nha. Ok để anh trực băng chia lượm thêm con đấy nha, à, nãy anh trực bắn luôn bị nó bay băng chia kìa nha, có đỏ đây nha, ngay đầu đó nha,
còn đấy nhỉ, tiếp nha. Anh trực mới đi tới ngoài kia là cũng cò vô cái nhỉ. Đó thì chỗ này anh em mình làm được 3 con đấy nha, mình đoán 1 con, anh trực bắn 2 con nha, quá đỡ nha. Đây mình bắn xước cái đầu đó nha, nó còn sống luôn nha, cò đỏ mà nhưng mà nó còn hơi ốm nha. Đó, anh trực mới hạ được con nữa kìa, bắn từ bên góc chỗ xe cuốc đó nha, mà nó bay qua tới bên kia luôn á nhạy. Ok cũng đi tiếp nhạy. Đúng. Ơi trời ơi. Bi luôn á nha. Chết ngọt luôn. Đây đây nè, bắn gì á mà nó bay vô đây nó mới chết nữa nha. Thấy không, cò bọ này mạnh, đúng là mạnh thiệt nha. Nó dậy máu không á nha. Ok đi tiếp nha. Rồi phải đâu đó, đúng rồi rồi phải đâu đúng rồi đó, ngay chết luôn rồi. Rồi xuống lỗ mình chắc coi, chết 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 mới hạn chết đó nha. Ở dưới đó kìa, để anh chật anh xuống lỗ cái nhà nha. Mình bình bệnh mình không dám xuống lụm nha. Có cây. Thôi. Đâu rồi? Tới không, cây đó tới không? Đâu nha. Thấy đầu. Tới không? Trình thì đúng rồi đó. Ok để kiếm đường là rồi mời quay cái nhà xem mới lượm được con chích nha, chích tơ nha, mình tưởng nó chích gà ấy nha, cái chích tơ mà nó không báo nè. Ok tiếp nha. Cú ăn cà bang giỡn mặt tao hả mày, hả thấy tao không sợ hả? Ok một con cu nữa đó nha, cho đi tiếp nha. Lỗi lỗi rớt con, rớt còn nó, còn nó rớt không? Ôi trời ơi, nó một mùi luôn kìa. Trời ơi ông Bi. Chơi đi tiếp nha.
không? Mấy đây? Chết. Hay quá. Chết. Hay quá. Cháy cỏ một cỏ đỏ nha. Qua lắm cỏ đỏ nha. Con cò đỏ nhà đó thì đặt cây ô đô với có ông nghệ trong đó đó nha, không dám vô đụng nha. Cây giờ đi nha. Ok thì bữa nay anh em mình đi về hơi sớm nha. Đây là thành quả bữa nay mình đi bắn này. Đây nắng quá trời ở nhà, chịu không nổi luôn. Bắn cò, đây cò nhiều nha. Đấy, con cua mới dính nha. Trời ơi cò nè. Cò bờ mà nó ốm như cò xương vậy trời. Còn sống, còn sống. Bữa nay đi toàn cò bờ không. Con chích tơ, một con chích tơ, à cò cu, hai con, ba con, đây con sáo luôn. Ok, bây giờ mình bên đây cũng xin phép luôn nha. Thì mình cũng không có thấy khỏe người đang nhập, hơi đau họng á. Nói chuyện khàn khàn á nha. Thì hẹn cả nhà vào video sau nha anh nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha nha. Để như cả nhà đăng ký kênh ủng hộ cho anh em một like, một chia sẻ nha cả nhà. Đây, chào cả nhà nha. Bye bye.